Ngon nha anh Minh nhờ. Ừ, ngon thật đấy. Anh Minh heo ơi, để mà anh em mình có hộp xúc xích heo ca bồ đây, ngon nhỉ anh Minh nhỉ? Ừ, nhưng mà nó chỉ có ở trong cái quảng cáo này thôi. À, anh có cách. Ngon không em? Ngon lắm anh ạ, à. Anh ăn đi. Ngon thật. Đây của em này, của anh ơi, của em này, của anh ơi, của em này. Em ăn tham thế nhở? Nào nhả đũa ra đến lượt anh nào. Mẹ ơi, mẹ bắt nạt con à. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ bắt nạt con. Minh yêu, con này bắt nạt em con bằng phải không? Dì ơi, không phải con đâu, phải con đâu. Còn cái nữa à? Không được cái việc gì cả. Suốt ngày bắt nạt em thôi. Và ra quét sân ngay không cho dì không? Dì đánh được một trận bây giờ. Có nhanh hay không? Nó dám bắt nạt con trai cưng của mẹ à? Mẹ bắt nó đi quét sân rồi. Thôi, con trai cưng của mẹ nín đi nhá. Mẹ ơi, con muốn ăn xúc xích heo ca bồ cơ. Tưởng gì? Thôi con trai của mẹ nín đi nhá. Đây, con nhìn xem mẹ có cái gì cho con này. Wow, xúc xích heo ca bồ. Kia đang quét sân. Cho xúc xích vào cái hộp này. Wow. Gia vị vào. Dì mua xúc xích cho em con bầm ăn kìa. Ngon rồi đấy. Bây giờ mình phải trêu anh Minh heo mới được. Đây. Em có xúc xích heo cao bồi này. Anh không thèm. Em đi ra đấy quên thân. Oh no. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, làm đổ xúc xích heo cao bồi của con rồi. Thôi xong rồi. Kiểu này thì là mình không chịu phát làm mất. Cho mẹ một trận mới được. Gì cho xin gì ơi, cho xin. Đứng lại đi. Mẹ ơi, mẹ con được. Xin lỗi gì ơi. Mình ngồi trên này, mình không nhìn thấy ai. Chắc, chả ai nhìn thấy mình đâu nhỉ. À mẹ ơi, anh Minh ở trên cây kìa. À, có xuống ngay đây không? Không xuống đâu, xuống để gì đánh con à. Để xem con ở trên đấy mãi được không? À mẹ ơi, con có cách này. Cách gì con nói mẹ nghe xem nào. À được, được. Con mình hồi ở đây ăn xúc xích cho lọ trên kia nó chết kém đi. Vâng. Ôi sao con lại bóc cổ ý? Đây này, xúc xích này phải bóc như thế này này. Xúc xích heo cao bồi ngon thật đấy. Bây giờ hai mẹ con mình ăn cho nó trên cho nó thèm nhá. Vâng ạ. Để mẹ bảo cho con nhá. Thế này mình nhỏ ở trên kia thèm lắm nhở. Ơi, có thèm không? Ngon quá nhở. Ở trên này không chịu được nữa rồi. Người xuống ăn mới được. Dì ơi, có trộm kìa, có trộm kìa. Anh Minh yêu, mẹ giúp xích heo ca bồ của mẹ con Minh ơi. Thằng này được lắm, tắt lửa mẹ con mình. Người ta ơi,